Đây là những sự thật đen tối về cá voi, bạn xem xong chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về loài này. Cá voi xanh đực có thể sản sinh khoảng 1.500 lít chất tạo em bé, nhưng con cá voi xanh cá chỉ tiếp nhận khoảng 10% cái chất đó là khoảng 200 lít. Phần còn lại khoảng 1.300 lít sẽ bị bỏ đi, trôi dạt dưới đại dương. Tưởng tượng bạn đang bơi dưới biển mà dính phải 1.300 lít chất tạo em bé của cá voi. Yêu. Những con cá voi xám khi tham gia hoạt động vui vẻ sẽ làm theo đội hình 3 con, hai con đực kẹp con cái ở giữa, và hoạt động này có thể kéo dài lên tới 1 tiếng. Cá nhà táng ồn tới nỗi âm thanh của nó phát ra có thể tiễn bạn xuống gặp ông bà tổ tiên nơi suối vàng. Âm thanh của nó phát ra lớn tới mức có thể làm cho bạn hư phổi và não ngay lập tức nếu mà bạn đứng quá gần nó khi nó phát ra âm thanh. Mặc dù chúng ta biết cá voi xanh rất là to nhưng mà ít người mường tượng được nó to cỡ nào. Bạn có thể nghe được tim của cá voi xanh đập khi nó cách bạn tận 3 cây số. Mỗi lần ăn chúng có thể nuốt tới tận 500 kg đồ ăn, và mỗi ngày chúng ăn lên tới 40 triệu con tôm nhỏ. Và còn có người nói rằng cá voi xanh khi mà chúng xì hơi, quả bóng mà chúng tạo ra từ cái cú xì hơi đó có thể ôm trọn cơ thể của một con ngựa lớn. Đây là ông cụ sống lâu nhất trên thế giới, sống tới tận 256 tuổi. Người được công nhận sống lâu nhất thế giới là bà Jeanne Calment tới từ Pháp, thọ 122 tuổi. Nhưng có một ông cụ Trung Quốc sống còn dài hơn cả bà, thậm chí gấp đôi tuổi của bà luôn. Đó là cụ Li Qingyuan tới từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mặc dù sống cực kỳ dài nhưng mà ông vẫn chưa được công nhận vì vẫn còn nhiều tranh luận về năm sinh của ông. Một số nguồn cho rằng ông sinh vào năm 1677 và mất năm 1933, thọ 253 tuổi. Ông Li Qingyuan cưới 24 lần trong hơn 200 năm ở trên trái đất của mình, và ông có hơn 180 con cháu kéo dài khoảng 11 thế hệ. Có rất nhiều bằng chứng về sự sống dài của ông, như là dữ liệu của chính phủ Trung Quốc lưu lại về việc mừng thọ khi mà ông cán cột mốc 150 tuổi và 200 tuổi. Các hàng xóm xung quanh ông cũng nói rằng ông bà của họ cũng đã từng thấy và sống gần ông Li Qingyuan. Còn về phía khoa học thì các nhà khoa học vẫn không thể nào tin được rằng có người sống lâu tới như vậy. Tới tận bây giờ độ tuổi của ông vẫn là một bí ẩn mà nhiều người tranh luận. Đây là loài virus cổ đại vừa mới được phát hiện và có thể là nguyên nhân của ngày tận thế. Gần đây, một đoàn thám hiểm gồm nhiều nhà khoa học phát hiện ra những loài virus cổ đại mới dưới lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Đó giờ chúng ta cũng không xa lạ với việc những nhà khoa học tìm thấy virus cổ đại. Nhưng điều khác biệt của lần tìm kiếm này là chúng ta không chỉ tìm thấy được một mà tới 13 loài virus cổ đại mới. 3 trong số 13 con virus đó được tìm thấy trong chất thải của loài voi mammut. Một trong số những con virus đó cũng lập kỷ lục thế giới mới là virus lâu đời nhất, tận 50.000 năm tuổi. Mà điều đáng sợ đây là các nhà khoa học đã thành công làm cho nó sống lại hoàn toàn, có nghĩa là nó có thể bắt đầu lây nhiễm các vật thể sống khác. Đích thân nhà khoa học dẫn đầu đoàn thám hiểm còn nói rằng con virus 50.000 năm tuổi này có thể sẽ là mối đe dọa đối với loài người, vì họ hoàn toàn chưa biết một thứ gì về con virus này cả. Các nhà khoa học đang tích cực tìm kiếm những loại virus cổ đại để nghiên cứu và tìm thuốc chữa trị phòng trường hợp nó lây qua con người. Vào năm 2016 ở Siberia, một con virus cổ đại thoát ra do băng tan và gây dịch bệnh ở nơi đó. Người dân địa phương, một vài người qua đời, nhiều người nhập viện và hơn 2.300 con tuần lộc chết. Bạn có thể hoàn toàn điều khiển thời gian, hay nói đúng hơn là điều khiển nhận thức của bạn về thời gian. Mà thật sự ra bạn cũng không cần làm gì vì não của bạn đã tự làm cho bạn rồi. Bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao lúc nhỏ thời gian trôi qua quá chậm, nhưng mà càng lớn thì thời gian càng trôi qua vù vù, nhắm mắt mở mắt cái tết? Đó là vì nhận thức về thời gian của chúng ta liên quan tới khoảng thời gian chúng ta sống trên trái đất này. Nghĩa là bạn sống càng lâu thì thời gian sẽ trôi càng nhanh. Để mình ví dụ, lúc bạn 5 tuổi, 1 năm cảm giác rất là dài vì nó chiếm tới 1/5 cuộc đời của bạn. Nhưng khi bạn 50 tuổi thì 1 năm sẽ trôi qua rất là nhanh vì nó chiếm chỉ có 1/50 cuộc đời của bạn mà thôi. Bạn không thể nào làm thời gian chậm lại, nhưng bạn có thể thao túng tâm lý não của bạn để bạn có cảm giác như là thời gian trôi qua chậm. Đối với những hoạt động bạn làm, đặc biệt là những hoạt động mới lạ, thì bạn hãy tập trung enjoy cái moment đó, để sau này bạn nhớ lại sẽ có một ký ức đẹp và dài hơn. Và lúc đó tự nhiên não của bạn sẽ thấy thời gian trôi qua chậm hơn. Càng lớn chúng ta sẽ thấy thời gian càng quý giá. Ông bà ta nói thời gian là vàng, thực sự là không sai. Đây chính là kẻ thù của ông già Noel. Đó giờ chúng ta đã nghe quá nhiều về ông già Noel rồi. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một nhân vật đối nghịch với ông già Noel. Truyền thuyết kể rằng vào mùa Giáng sinh có một nhân vật mà những đứa trẻ hư hỏng rất là sợ. Hắn tên là Krampus, một con quỷ có thân hình nửa dê nửa người và là con trai của vua âm phủ. Vào ngày 5 tháng 12 hàng năm, hắn sẽ đi tìm những đứa trẻ hư để trừng phạt và mang xuống địa ngục. Krampus có cặp sừng của quỷ, lông dày như dê và lưỡi dài như rắn. Cơ thể hắn đầy xiềng xích và chuông, trên tay cầm một cái bao hoặc đổ để bắt những đứa trẻ hư. Ông già Noel mang phần thưởng, còn Krampus thì mang tới sự trừng phạt. Tội nhẹ hắn sẽ cầm cành cây phong để đánh, còn tội nặng hắn sẽ bỏ vào rổ và mang xuống địa ngục.